giả đang đến với chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Kính thưa quý khán giả, thời gian gần đây thì tại phòng khám của nhiều bệnh viện chuyên khoa, nhiều người dân than phiền là họ ăn vào cứ bị lình xình rồi hay mắc ở lên. Đây là một cái hiện tượng không còn xa lạ gì với người dân nữa và nhiều người gọi nôm na là hiện tượng ở nóng ở chua. Tuy nhiên, đây có phải là một triệu chứng vô hại như mọi người vẫn hay nghĩ hay không? Thì xin mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay để có lời giải đáp nhé. Quan sát tại các phòng khám nội tiêu hóa và ngoại tiêu hóa của các bệnh viện từ tuyến cơ sở đến các trung tâm thành phố lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận thấy số người tìm đến thăm khám vì triệu chứng hay ợ, ăn không tiêu, khó thở rất nhiều. Đối tượng bị bệnh cũng đa dạng, không giống như ghi nhận trong y văn. Trước kia người ta vẫn thường nghĩ đây là hội chứng của những người có tuổi. Nhiều lúc nhóm thực hiện chương trình Sức khỏe của bạn chỉ tình cờ hỏi thăm thôi. Thế nhưng cứ hai người bệnh ngồi chờ khám bệnh ở các khoa tiêu hóa thì y như rằng đã có một người bị chứng ở nóng này rồi. Ăn như là dầu mỡ, ăn béo, nó canh dừa rồi ăn là nó bị ợ lên, ăn cơm nếp. Bao tử nó cũng không được tốt dữ nữa. Nó ợ chua. Tôi ở nhà thì ăn có một lúc nó rất là khó tiêu mà nó ợ lên thì khó chịu lắm, nó phải ợ đâm tới ốc luôn. Ăn uống nó khó tiêu là do bữa nào tôi đói về tôi ăn cái chất mỡ. Mỡ ăn cái chất nó béo nhiều và ăn có đường thì đêm đó nó không có tiêu được thì nó ợ chua. Tuy nhiên, từ xưa thì người dân vẫn thường cho rằng đây là những hiện tượng bình thường trong hoạt động tiêu hóa nên ít khi quan tâm. Chủ yếu họ nghĩ do ăn không tiêu hoặc ăn hơi nhiều hay ăn những thức ăn lạ. Do đó, đa phần những bệnh nhân tìm đến thăm khám khi những triệu chứng này đã có phần nguy hiểm, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tức là triệu chứng ở nóng, ở chua xảy ra thường xuyên, làm họ khó chịu lắm thì họ mới đi thăm khám. Mỗi lần khó tiêu thì quậy nước muối Happy Dream uống vô nó ợ. Ăn không tiêu phải ăn không tiêu rồi uống nó vô ợ. Cái lúc trước mình không biết bác sĩ Minh thì mình phải mua cái nước bưởi lên men á. Mỗi một lần bị vậy mình sẽ uống một chút xíu vậy pha với nước loãng uống thì chút xíu nó sẽ hạ xuống. Nó ở chua thì bây giờ phải kiếm cái thuốc mà sôi bọt, tôi uống cái thuốc đó. Không biết cái thuốc đó là cái hiệu gì thì không biết, cái sai con đi mua về rồi uống thôi. Uống thì nó ổn. Vậy vì sao hay bị ở nóng ở chua rồi triệu chứng này tái đi tái lại hoài thì có nguy hiểm hay không? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn hôm nay để tìm câu trả lời nhé. Kính thưa quý khán giả, và bây giờ thì Ngọc Hoa xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng tham gia tư vấn trong chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay. Mời quý khán giả cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi nhé. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng, trước hết thì Ngọc Hoa xin nhờ Phó Giáo sư vui lòng giải thích cái hiện tượng mà người dân than phiền là ăn vào thì cứ mắc ợ lên, ợ nóng và thậm chí là ợ có cảm giác hơi chua chua, rất là mệt mỏi và nhiều người phải dựa vào tường thì mới thở được. Đây là hiện tượng gì ạ? Cái triệu chứng ở nóng hay là ở chua hoặc là ở hơi đó là một cái triệu chứng rối loạn về tiêu hóa và ngày nay người ta thấy là nó có khuynh hướng gia tăng ở Việt Nam của chúng ta. Thì cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng ở hơi hoặc là ở chua đó là do chúng ta cần phải hiểu cái lý do. Chúng ta cần phải biết rằng là khi chúng ta ăn uống đó thì thức ăn nó đi từ miệng xuống tới thực quản và từ thực quản nó xuống dạ dày và từ dạ dày nó xuống ruột. Và như vậy thì giữa cái thực quản và dạ dày nó có một cái cơ ta gọi là cái cơ thắt thực quản. Thì cái cơ này nó đóng vai trò như là một cái van một chiều, nó ngăn không cho thức ăn từ dạ dày mà trào lên trên thực quản. Đó là cái trường hợp bình thường. Nhưng mà ở những người bị bệnh trào ngược á, tức là cái cơ này nó đóng không kín hoặc là nó mở ra thường xuyên. Do đó mà những cái thức ăn từ trong dạ dày nó sẽ trào từ dạ dày lên thực quản và có thể nó mang theo cái dịch vị có cái vị chua. Do đó chúng ta có cảm giác là ở chua. Còn nếu nó chỉ là có cái hơi nó trào lên thôi thì chúng ta có cảm giác ở hơi. Nhưng hiện tượng này thường xảy ra với những ai và vì sao như vậy thưa Phó Giáo sư? Cái nguyên nhân người ta thấy rằng có thể liên quan về cái sinh hoạt, cái lối sống và cái chế độ ăn uống. Chẳng hạn người ta thấy rằng nó hay gặp ở những cái người mà có một cái chế độ ăn uống rất nhiều những cái thức ăn chua, cay, gia vị nhiều. Và đặc biệt là trong cái thức ăn đó nó có cái thành phần như là chất cà ri là một cái loại gia vị mà nó kích thích trên cái tiêu hóa rất là mạnh và nó dễ gây ra hiện tượng trào ngược.
Bên cạnh đó chúng ta thấy là nó hay gặp ở những người uống rượu bia nhiều hoặc là đặc biệt là hút thuốc lá. Vì chúng ta biết là trong thuốc lá nó có cái chất nicotine, nó làm cho cái cơ thắt thực quản nó sẽ bị giãn ra. Và ngoài ra thì một số cái điều kiện đặc biệt, chẳng hạn như là ta thấy là những người mà béo phì, càng ngày có tình trạng dư cân thì cái lớp mỡ nó được tích tụ ở cái vùng bụng thì nó có khuynh hướng nó đè vào trong cái đường tiêu hóa và nó làm cho tăng áp lực trong ổ bụng và hiện tượng trào ngược hay xảy ra. Khi đi thực tế thì nhiều người nói rằng họ không bị ở nóng, ở chua mà họ hay bị là viêm họng và ho khan. Tuy nhiên khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán ra thì vẫn cho là họ bị hiện tượng trào ngược dạ dày thực quản. Như vậy thì xin Phó Giáo sư vui lòng có thể cho biết hiện tượng trào ngược dạ dày thực quản thì triệu chứng điển hình của nó phải như thế nào? Về cái triệu chứng điển hình của cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản đó là một cái triệu chứng ở nóng. Bệnh nhân có cảm giác là nóng rát ở cái vùng sau xương ức và từ cái vùng đó, đó nó có thể là lan lên cái vùng ngực. Và có khi là người ta có cảm nhận là nó có một cái gì đó nó đi từ ở dạ dày nó đưa lên trên cổ và làm người ta khó chịu ở cái vùng họng. Đó là cái triệu chứng ở nóng mà điển hình. Tuy nhiên trên thực tế đó có một số những bệnh nhân nó không có đầy đủ cái triệu chứng như mà chúng tôi vừa mô tả mà bệnh nhân lại xuất hiện những cái triệu chứng khác, chẳng hạn như là ho khan liên tục hoặc là cứ bị viêm họng tái đi tái lại nhiều lần. Hoặc là có những cái trường hợp bệnh nhân nặng hơn là bị cái co thắt phế quản giống như là triệu chứng hen suyễn và bệnh nhân cứ đi chữa những cái bệnh lý về tai mũi họng hoặc là bệnh lý về phổi mà chữa hoài không hết. Thì cái nguyên nhân nó lại do cái chất axit từ dạ dày nó trào lên trên thực quản và nó đi xa hơn nữa và nó lên tới cái vùng hầu họng và có khi nó đi vào trong phổi của chúng ta và nó kích thích, nó gây ra triệu chứng ho hoặc là nóng rát ở cái vùng họng và viêm họng tái đi tái lại. Và có một số ít người thì lại có những cái bệnh lý ở cái vùng răng miệng, tức là người ta thấy là nhiều khi khám răng thấy là cái răng nó bị mòn đi và cái ở miệng nó có những cái vết lở loét trong đó và nó tái phát thường xuyên. Thì nếu chúng ta chữa đúng cơ chế thì mới giải quyết được bệnh, còn nếu không thì bệnh nhân sẽ bị tái đi tái lại rất nhiều. Nhiều người dân vẫn khá là chủ quan khi cho rằng hiện tượng ở nóng ở chua này là vô hại. Vậy thì nhân đây xin Phó Giáo sư có thể cho ý kiến riêng của mình về vấn đề này và thực sự căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản này có vô hại hay không? Nếu mà chúng ta để cái bệnh kéo dài thì nó sẽ đưa đến những cái biến chứng gì? Thì chúng ta ghi nhận rằng là nếu mà cái tình trạng viêm ở thực quản tái đi tái lại nhiều lần thì nó sẽ làm cho cái thay đổi trên cái niêm mạc của cái thực quản và nó có thể là một cái tình trạng viêm mãn tính, nó sẽ dễ phát triển ra những cái thay đổi và dẫn đến những cái nguy cơ như là ung thư. Do đó, cái tỷ lệ ung thư thực quản có thể xảy ra khi mà cái người bị bệnh trào ngược thường xuyên. Và ngoài ra thì có thể bệnh nhân bị những cái bị xuất huyết tiêu hóa do nó bị lở loét ở trong cái thực quản hoặc là viêm lâu ngày nó làm cho hẹp và khi cái đó chúng ta nuốt vào chúng ta cảm giác nó nghẹn mà không thức ăn nó không đi xuống được phía bên dưới. Trong vấn đề tìm bệnh và chữa bệnh đối với triệu chứng ở nóng ở chua cũng lắm nhiều khê. Nhiều bệnh nhân tâm sự, họ cứ đi khám lòng vòng và chữa trị hoài vẫn không hết hẳn. Bởi đâu chỉ có triệu chứng ở nóng ở chua mà tiềm ẩn của bệnh lý này lại là những triệu chứng chẳng liên quan gì đến chuyện ăn không tiêu. Ví dụ như ho khan kéo dài, viêm họng kéo dài, thở không nổi gây mệt mỏi, khó chịu. Ở nhà thì chị bị mệt, ở hơi, ở chua với lại bị chóng mặt nữa. Cái chóng mặt là chị sợ nhất luôn á. Rồi chị mới đi khám lên đây thì chị cũng khám nhiều chỗ rồi. Hồi năm rồi thì chị khám bên Nhân Hậu á. Nay thì chị theo mấy người bạn qua đây. Và do đó, việc thăm khám tìm ra căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản chủ yếu vẫn là hỏi bệnh sử. Người thầy thuốc phải chịu khó nghe bệnh nhân miêu tả kỹ lưỡng từng triệu chứng một và gần như không bỏ sót bất cứ triệu chứng nào có liên quan. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một ca thăm khám điển hình của bệnh lý này diễn ra như thế nào nhé. Chị ơi, chị bị sao đi khám đây? Tôi bị đau cổ họng rét ở đây nè, khó chịu. Ở đây nó hay bị nóng rát hả chị? Dạ. Ở dưới này thì chị có hay bị đau không? Dạ không. Nó hay thấy xót xa gì ở đây không? Dạ không ạ. Nhưng mà chị hay thấy nóng ở đây phải không chị? Chị có hay ợ chua không? Có. Ăn vào thì ợ nhiều lên không? Đúng rồi. Chị có hay bị ho không? Có, ho thỉnh thoảng, uống thuốc đi tai mũi họng không hết đấy.
Chị đi khám nhiều rồi hả? Uống thuốc mà không đỡ. Uống thuốc không có bớt bác sĩ. Bây giờ thế này, chị có hay ăn đồ chua, đồ cay không? Dạ có. Có hay ăn thức ăn nhiều dầu mỡ không? Có. Chị ơi, bây giờ thế này, biểu hiện của chị á, thì là có lẽ là chị bị cái bệnh gọi là bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Acid ở trong bao tử á, nó trào lên trên cái thực quản của mình. Thì nó gây ra cái cảm giác nóng rát ở đây. Rồi ngoài ra thì cái biểu hiện hay ho của chị có thể nó liên quan cái bệnh trào ngược này. Do acid ở dưới dạ dày trào lên, lên đến cổ họng thì gây ra cái tổn thương ở đó. Cho nên chị nhiều khi chị cứ mắc ho hoài mà cảm giác giống như là bị viêm họng, bị vướng cổ á. Những cái bệnh nhân như vậy thường là đi khám bác sĩ tai mũi họng nhưng mà uống thuốc nhiều thì không đỡ. Chị đã nội soi dạ dày bao giờ chưa? Thì nội soi 3-4 lần mà nội soi hoài không thấy hết thì tôi không muốn nội soi nữa nên tôi thấy khó chịu tôi tới đây khám. Bây giờ thế này thì thông thường bệnh trào ngược dạ dày thực quản á thì hỏi triệu chứng của chị như vậy thì cũng tương đối rõ rồi cho nên không bắt buộc phải nội soi ngay lập tức. Tôi sẽ cố gắng tôi điều trị cho chị một đợt bằng thuốc ha. Chị nghe tôi giải thích một chút về cái bệnh của chị. Để điều trị bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì đầu tiên là chị bây giờ chị hạn chế ăn thức ăn dầu mỡ, hạn chế đồ chiên xào dùng tôi. Rồi là ăn xong thì chị đừng có nằm ngay. Chị ăn xong chị ngồi thẳng người như thế này hoặc là đi lại một chút cho nó dễ tiêu ha. Thì nó tránh cái hiện tượng trào ngược. Tôi thấy chị cũng hơi mập một chút, chị cố gắng chị tập thể dục dùng tôi. Chị giảm cân đi chút thì là nó đỡ bị cái nguy cơ bị trào ngược. Còn thuốc thì tôi sẽ kê cho chị uống. Nhưng mà cái bệnh trào ngược này thì thời gian điều trị nó tương đối dài một chút. Chị cố gắng chị kiên nhẫn chị điều trị ha. Trong quá trình điều trị thì nếu mà chị thấy bớt thì tôi sẽ cân nhắc dần dần rồi tôi sẽ bớt thuốc cho chị dần dần. Nhưng mà nghĩa là thời gian nó hơi dài một chút. Dân qua ghi nhận vừa rồi thì chúng tôi muốn mời quý khán giả cùng quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng, trưởng khoa tiêu hóa của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để chúng ta biết rõ hơn về phương pháp điều trị cũng như phương pháp dự phòng căn bệnh này như thế nào mới là hiệu quả nhất nhé. Thưa Phó Giáo sư Bùi Hữu Hoàng, đối với trào ngược dạ dày thực quản thì không biết hiện nay y học sẽ can thiệp điều trị bằng phương pháp nào? Về cái điều trị cái bệnh trào ngược đó thì người ta sẽ có rất nhiều cái biện pháp. Đầu tiên là chúng tôi muốn đề cập đến những cái biện pháp không dùng thuốc, tức là chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân những cái điều chỉnh về cái lối sống. Chẳng hạn như là nếu cái bệnh nhân đó mà uống rượu bia nhiều, hút thuốc lá nhiều thì tất nhiên chúng ta phải giảm bớt những cái yếu tố kích thích đó. Hoặc là khi mà bệnh nhân mà béo phì, tăng cân quá nhiều thì chúng ta phải có một chế độ ăn tiết chế để giảm cân nặng. Vì nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục tăng cân thì cái tình trạng trào ngược nó sẽ không có cải thiện được. Và chúng ta cũng dặn bệnh nhân là đừng có ăn một cái bữa ăn quá no, hay là khi ban đêm á, thì không ăn quá trễ và không ăn mà no vào cái buổi tối, và khi ăn xong thì không nằm ngay để nó hạn chế cái hiện tượng trào cái thức ăn từ dạ dày lên trên thực quản. Đó là những cái biện pháp hướng dẫn bệnh nhân về cái lối sống. Còn vấn đề thuốc men đó thì chúng ta thấy là cái thuốc chủ đạo trong cái điều trị bệnh trào ngược đó là những cái thuốc mà làm giảm bớt cái sự tiết axit trong dạ dày để cho cái chất mà trào lên trên thực quản đó, nếu mà nó có mang theo cái dịch vị đó thì cái dịch vị nó không đủ gây ra cái tổn thương viêm trên thực quản. Đó là cái thuốc chủ đạo. Và bên cạnh đó người ta còn có những cái thuốc để nó tạo một cái lớp tráng trên cái niêm mạc của thực quản để che chở bảo vệ cho cái thực quản, và đồng thời nó có những cái thuốc để giúp cho cái co bóp của dạ dày. Nhân điều cuối cùng mà Ngọc Khoa muốn nhờ Phó Giáo sư vui lòng tư vấn là đối với hiện tượng trào ngược dạ dày thực quản, hay gọi nôm na là hiện tượng ở nóng ở chua, mình có thể dự phòng từ xa được hay không, và đặc biệt là có thể phòng tránh tái phát căn bệnh này một cách hiệu quả hay không, và bằng phương pháp nào? Thì thật ra cái vấn đề mà dự phòng cái bệnh trào ngược đó thì chúng ta biết là đó là một cái bệnh mà có liên quan đến cái sinh hoạt và chế độ ăn uống. Như vậy cái dự phòng tốt nhất là chúng ta phải điều chỉnh cái lối sống và cái sinh hoạt, và đặc biệt là cách ăn uống, hạn chế những thức ăn quá chua cay, hoặc là chúng ta phải lưu ý là ăn một cái chế độ ăn cân đối để không làm tăng cân quá nhanh, và hạn chế những cái chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá v.v. Và nếu như mà chúng ta phát hiện được một cái triệu chứng mà chúng tôi vừa mô tả, chúng ta nên đến gặp một cái cơ sở y tế, gặp bác sĩ chuyên khoa để nhận diện ra cái triệu chứng và điều trị đúng cách. Để làm gì? Để chúng ta chữa cho nó ổn định cái bệnh ngay. Đừng để cái bệnh nó kéo dài. Và khi cái bệnh nó càng kéo dài thì nó sẽ đưa đến những cái biến chứng như chúng tôi vừa mô tả, có thể nó gây ra xuất huyết tiêu hóa, hoặc nó gây ra tình trạng hẹp thực quản, và nguy hiểm hơn là có thể dẫn đến ung thư sau này.
Dân xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Quang đã chia sẻ thông tin với chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long trong chương trình hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này đến đây cũng xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình tuần sau.